Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay ngày đầu tuần 27 tháng 4 có những nội dung đáng chú ý. Sơ kết 3 năm thực hiện đề án thí điểm đổi mới tuyển chọn lãnh đạo, quản lý, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyển chọn được 8 vị trí chức danh, chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa. Trong phần tin thế giới, Mỹ bổ sung thêm các triệu chứng nhận diện nhiễm COVID-19. Nhật Bản dùng huyết tương điều trị COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Tại điểm cầu Bà Rịa Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự hội nghị. Theo báo cáo của 14 cơ quan trung ương thuộc diện thí điểm thực hiện đề án, có 12 cơ quan đã tổ chức thi tuyển 29 chức danh cán bộ, lãnh đạo, quản lý cấp vụ và cấp phòng. Qua thi tuyển, 42 ứng viên trúng tuyển. Đối với 22 địa phương thuộc diện thí điểm thực hiện, 17 địa phương đã tổ chức thi tuyển 86 chức danh cán bộ, lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng. 368 ứng viên đã trúng tuyển. Nằm trong số các tỉnh thành thực hiện đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức thi tuyển được 8 vị trí chức danh, chủ yếu là ở hai lĩnh vực giáo dục đào tạo và văn hóa thông tin. Tại hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm triển khai đề án, Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét quyết định nhân rộng mô hình tại các bộ, ngành, địa phương. Trong đó xác định cụ thể tỷ lệ tối thiểu khoảng 50% vị trí lãnh đạo, quản lý khi bổ nhiệm phải qua thi tuyển. Bổ sung một số nội dung về quy trình thủ tục tổ chức thi tuyển lãnh đạo quản lý theo hướng đơn giản hóa về thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác thi tuyển lãnh đạo quản lý nhà nước vào tháng 6 tới. Kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, lãnh đạo tỉnh tổ chức đoàn đi thăm các gia đình chính sách người có công, cán bộ lão thành ở xã An Ngãi, huyện Long Điền. Thăm các gia đình chính sách người có công, cán bộ lão thành, lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của từng người, bày tỏ tri ân những đóng góp của các gia đình chính sách, cán bộ lão thành đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương đất nước. Lãnh đạo tỉnh cũng chúc các gia đình, cựu cán bộ tiếp tục sống vui, sống khỏe, mãi là tấm gương về sự cống hiến, hy sinh cho con cháu và nhân dân noi theo. Thưa quý vị, cuộc tổng tiến công và nổi dậy tháng 4 năm 1975 của toàn quân toàn dân ta trong chiến dịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sau khi châu nước được giải phóng vào ngày 26 tháng 4 năm 1975, thì 27 tháng 4 Bà Rịa được giải phóng. Ghi dấu bước tiến của quân ta vào Bà Rịa, con đường Lê Lợi ở Bà Rịa ngày ấy sau được đổi tên thành đường 27 tháng 4. Nằm ngay trung tâm Bà Rịa, đường Lê Lợi, tên gọi trước thời điểm giải phóng, tập trung nhiều đầu não của chế độ ngụy quyền như dinh tỉnh trưởng, tòa hành chính, khám đường, tòa bố, ty thông tin và cố vấn Mỹ. Vì vậy, khi tiến công giải phóng Bà Rịa, trên tuyến đường này xảy ra nhiều trận đánh quyết liệt giữa ta và địch. Đến 6 giờ sáng ngày 27 tháng 4, cờ mặt trận dân tộc giải phóng tung bay trên nóc dinh tỉnh trưởng trên đường Lê Lợi. 15 giờ thì Bà Rịa hoàn toàn giải phóng. 5 năm sau ngày giải phóng, đường Lê Lợi được đổi tên đường 27 tháng 4. Để ghi dấu thời khắc lịch sử quan trọng, Bà Rịa được giải phóng, góp phần vào hòa bình thống nhất chung của toàn dân tộc. Sau giải phóng, để thực hiện cái nhiệm vụ của lãnh đạo huyện lúc đó giao, thì Ban Văn hóa Thông tin lúc đó là đồng chí Trần Minh Trung có giao tôi và một số anh em làm cái nhiệm vụ là tham mưu đề xuất sửa đổi tên đường cho nó phù hợp với lại cái tình hình mới. Riêng cái con đường Lê Lợi này thì chúng tôi suy nghĩ để ghi lại cái dấu ấn, một cái kỷ niệm khó quên, đồng thời cũng để giáo dục ý nghĩa lịch sử của cái ngày 27 tháng 4 đối với nhân dân và các cái thế hệ trẻ sau này, thì chúng tôi đề xuất con đường này mang tên là đường 27 tháng 4. Theo tiến trình xây dựng phát triển của Bà Rịa, đường 27 tháng 4 không ngừng được nâng cấp mở rộng, để hôm nay trở thành một trong những tuyến đường đẹp của thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau ngày qua giải phóng thống nhất đất nước thì con đường này nó lầy lội và đồng thời chật hẹp.
qua cái vận động tuyên truyền của đảng, thực hiện theo cái chỉ thị của đảng cũng như vận động tuyên truyền của chính quyền địa phương ở đây, nhân dân đã đồng thuận. Từ trên xuống dưới đã là cùng nhà nước, nhân dân cùng nhà nước cùng làm, mở rộng con đường để hiến đất, mở rộng khang trang và sạch đẹp cho đến ngày hôm nay. Đường 27 tháng 4 ngày nay cũng là tuyến phố tập trung những công trình quan trọng của thành phố Bà Rịa, của tỉnh, như trung tâm hành chính thành phố, trung tâm văn hóa tỉnh. Trường học, nhà ở, dân cư cũng được xây dựng hai bên đường. Hạ tầng xã hội khang trang là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của Bà Rịa, đồng thời xứng tầm với trung tâm tỉnh lỵ Bà Rịa Vũng Tàu. Tất cả mọi người dân của con đường 27 tháng 4 đã cống hiến cái đất của chúng tôi để cho cái con đường 27 tháng 4 này rộng rãi và sạch đẹp hơn. Coi như ngày hôm nay chúng tôi đã rất tự hào về cảnh và cái phong cảnh và cái con đường 27 tháng 4 này. Bữa nay là ngày 27 tháng 4 là ngày giải phóng Bà Rịa. Tôi cũng là một người dân ở trên đường 27 tháng 4 là tôi cũng rất là tự hào là về con đường này. Đường 27 tháng 4 dài 2 km kết nối với đường Điện Biên Phủ, Cách mạng tháng 8, khu di tích lịch sử Nhà Tròn. Những hộ dân sống trên tuyến đường đều có ý thức đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố, vừa góp phần tạo dựng cảnh quan môi trường cho tuyến đường mang dấu ấn lịch sử ngày quê hương Bà Rịa giải phóng, để các thế hệ Bà Rịa được tận hưởng cuộc sống yên bình, tốt đẹp. Thưa quý vị, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thời tiết cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng hiện vẫn đang chịu ảnh hưởng của hiện tượng ESO, hiện tượng nóng lên của nước biển. Vì vậy, năm nay mùa mưa dự báo sẽ đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Nguy cơ về thiếu hụt nguồn nước tiếp tục xảy ra trong tháng 5. Dự báo khoảng cuối tháng 4 trở đi, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới xuất hiện mưa chuyển mùa và khoảng cuối tháng 5 mới bước vào mùa mưa, muộn hơn so với trung bình nhiều năm từ 7 đến 10 ngày. Thời gian mưa nhiều tập trung vào các tháng 6 và 7. Lượng mưa năm nay dự báo cũng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Theo thông tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đến cuối tháng 5, các cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có thể xuất hiện. Trong cả năm sẽ có khoảng 12 đến 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 5 đến 6 cơn bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, tập trung vào những tháng cao điểm của mùa bão là tháng 9, tháng 10. Người dân cần đề phòng nguy cơ thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, đặc biệt là thời kỳ chuyển mùa trong tháng 4 và nửa đầu tháng 5 và sau những đợt giảm mưa trong mùa mưa. Bản tin thế giới tối nay mở đầu với những thông tin về diễn biến dịch COVID-19 tại các khu vực được gọi là điểm nóng của dịch bệnh này. Thưa quý vị, tình hình dịch COVID-19 bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến tích cực tại Mỹ và châu Âu, khi số ca tử vong tại hai khu vực điểm nóng này bắt đầu có chiều hướng giảm. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới trong 24 giờ qua đã gần chạm ngưỡng 3 triệu, trong đó có hơn 207.000 trường hợp tử vong. Bang New York, tâm dịch của Mỹ, trong 24 giờ qua chỉ ghi nhận thêm 367 ca tử vong, số thấp nhất kể từ cuối tháng 3 vừa qua. Tổng số ca tử vong tại bang này tính đến thời điểm hiện tại là 16.966 ca. Cũng trong 24 giờ qua, bang New York có thêm 1.087 người nhập viện do mắc COVID-19, thấp hơn nhiều so với bình quân những ngày trước đó. Italy đã ghi nhận thêm 260 ca tử vong vì bệnh COVID-19, mức tăng thấp nhất trong hơn một tháng qua. Pháp cũng ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 giảm mạnh. Trong 24 giờ qua, số ca tử vong tại nước này là 242 ca, giảm hơn 1/3 so với ngày trước. Anh cũng ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 thấp nhất trong gần 4 tuần qua. Còn tại châu Á, Trung Quốc chỉ ghi nhận 11 ca mắc mới. Trong khi đó, Singapore, Philippines, Indonesia và Malaysia tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới. Còn tại khu vực Mỹ Latin, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, buộc chính phủ một số nước phải duy trì các biện pháp giãn cách xã hội. Chính phủ Argentina vừa cho biết lệnh cách ly xã hội bắt buộc đang có hiệu lực tại nước này sẽ tiếp tục được kéo dài cho tới ngày 10 tháng 5. Tính đến thời điểm này, Argentina đã ghi nhận 3.780 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 186 trường hợp tử vong. Trong khi đó, chính phủ Honduras quyết định kéo dài lệnh giới nghiêm tới ngày 3 tháng 5.
Tại Mexico, số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua đã tăng mạnh thêm 835 người, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 14.600 người, trong đó có hơn 1.300 ca tử vong và hơn 7.600 người nghi ngờ nhiễm bệnh. Hiện tại, tỷ lệ tử vong ở Mexico là cao nhất tại châu Mỹ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ vừa bổ sung thêm 3 triệu chứng có thể gặp phải ở những người nhiễm SARS-CoV-2, bao gồm cả đau cơ, đau đầu và mất khứu giác hoặc vị giác. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết, các biểu hiện sốt, ho, khó thở, ớn lạnh, run rẩy, đau cơ, đau đầu, đau họng và mất vị giác hoặc khứu giác đều là các triệu chứng có thể xuất hiện từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 14 sau khi một người bị phơi nhiễm với virus corona chủng mới. Các bác sĩ Mỹ cũng đang nghiên cứu các triệu chứng khác được bệnh nhân trình báo, bao gồm cả triệu chứng được gọi là ngón chân COVID. Triệu chứng này chủ yếu xuất hiện ở trẻ em và người trẻ tuổi mắc bệnh, nhưng đôi khi không có triệu chứng nào khác ngoài tổn thương da liễu ở các ngón chân. Theo trang health.com, những tổn thương da liễu này là những đốm nhỏ màu tím bầm, thường xuất hiện quanh đầu các ngón chân và thường lành mà không để lại sẹo hay vết thâm trên da. Còn tại châu Á, Nhật Bản vừa chính thức phê chuẩn phương pháp điều trị COVID-19 bằng liệu pháp sử dụng huyết tương của những người nhiễm bệnh đã phục hồi để điều trị cho các bệnh nhân. Các bác sĩ Nhật Bản đã sử dụng huyết tương lấy được từ những bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục và truyền cho 50 người bệnh. Trung tâm Y tế và Sức khỏe của Nhật Bản đang điều trị thử nghiệm cho 50 bệnh nhân. Các bác sĩ cho rằng huyết tương chứa kháng thể để tạo miễn dịch với virus cho người bệnh. Vì vậy, họ hy vọng sẽ nhận được máu hiến tặng và bắt đầu sử dụng để điều trị trong tháng 5 tới. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 27 tháng 4, bộ phận không khí lạnh đang suy yếu, tạo điều kiện cho áp cao cận nhiệt đới phát triển gây nắng nóng cho một số nơi trong tỉnh như thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, một phần huyện Xuyên Mộc và thành phố Bà Rịa. Mức nhiệt cao nhất từ 33 đến 35 độ. Các khu vực khác mức nhiệt phổ biến từ 32 đến 34 độ. Về chiều tối và đêm trời mát, mức nhiệt chỉ từ 27 đến 29 độ. Trong những ngày tới, nền nhiệt có thể tiếp tục tăng. Khu vực thành phố Vũng Tàu, mây thay đổi, đêm nay trời không mưa, ngày mai trời nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi từ 33 đến 35 độ. Khu vực huyện Côn Đảo, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay có mưa rào và dông, ngày mai trời nắng gián đoạn, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất 27 độ, cao nhất 32 độ. Bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc vẫn đang gây thời tiết xấu cho vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo. Đêm nay và ngày mai, vùng biển này có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có thể có gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Tại Vũng Tàu, ngày 28 tháng 4 năm 2020, mực nước cao nhất 380cm xuất hiện lúc 15 giờ 30 phút, thấp nhất 120cm xuất hiện lúc 22 giờ 15 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.